Mấy ngày hôm qua tôi ngồi tôi stream thì cũng có một số bạn vào hỏi em chậm quá, em dở quá, em dốt quá, nhưng em muốn theo nghề phim thì em phải học cái trường nào, trường nào nó sẽ tốt nhất cho em. Ok. Điều đầu tiên chúc mừng bạn, bạn đã tự đánh giá được khả năng của mình. bạn nếu biết mình chậm mà nếu biết mình dở bạn biết mình dốt ok chậm thì học từ từ dốt thì học cho nó giỏi dở thì làm cho nó hay lên không có gì là khó cả nếu như bạn thích không ai vô cái là hay liền đâu ai cũng có một cái sự khởi đầu cực kỳ cùi bập luôn và học cái gì cũng vậy học từ từ thôi học nhanh quá không vô đâu còn muốn một phát lên mây á thì dễ ẹt mua vé máy bay đi làm phát lên luôn ngàn rồi à, thì nếu như bạn đã biết bạn chậm á, thì bạn nên tự học mình biết khả năng tốc độ ghi ghi âm ghi hình của mình đến đâu thì mình cứ ừ, chơi theo tốc độ đó thôi silo thì mình chơi theo silo ấy không có chuyện gì mà phải lanh tanh ở đây hết tôi cũng vậy rồi tôi biết mình dở tôi biết mình dốt tôi biết mình chậm và tôi biết mình không có thể theo được như người ta thì tôi chọn cách tự học tự học tôi học từ những cái rất là nhỏ ví dụ như set up máy như thế nào cài đặt các thông số trong máy như thế nào cái đó thì chịu khó lên youtube tìm đi Keyword là iso tốc khẩu là cái quần què gì Rồi sau khi tôi đã học được cái cách setup máy như thế nào rồi á Rồi ISO tốc khẩu là cái gì, wiper lần, rồi đo sáng điểm, rồi lấy nét, rồi u cha nó từ tù lưa tùm lum hết Nhiều thứ lắm, cứ học từng cái từng cái một thôi Nhưng mà cái cơ bản nhất là ISO tốc khẩu Và cái gì, cái cân bằng trắng á Sau khi tôi đã học được cái cách setup máy thì chuyển sang quay thôi nếu như bạn không có cái camera hoặc là cái um, máy quay phim hoặc là máy chụp hình thì bạn sử dụng cái điện thoại cũng được mua thêm một cái lens macro hoặc là, là lens cận cho cái điện thoại đó, nó có khoảng trăm ngàn à. thì nên sử dụng những cái lens mà cận và macro để mình dễ kiểm soát những chi tiết trong khung hình hơn chứ cái lens wide thì nhiều thứ lắm đợi đi lên level rồi sử dụng lens wide giống như tôi giờ tôi quất cái ống 50 tôi ngồi với nó chật cho nó vừa lệch khung khỏi phải cần phải tính toán cái chỗ này bỏ gì chỗ kia bỏ gì mệt lơm nhức đầu lơm càng đơn giản càng tốt thôi đừng làm màu mè khi nào mà nội dung bạn cần có sự màu mè thì bạn đem màu mè vô còn nội dung không ngồi nói vậy thì màu mè làm khỉ gì lấy nước tôi để mút bên này thò tay ra lấy ao khung tôi chọn một cái len MF là cái lens manual focus đó, là dặn nét bằng tay đó, để làm gì? Để tôi lựa con kiến tôi quay, để tôi đi nét, tôi theo nét con kiến. Tại vì con kiến nó nhỏ xíu à, theo nét cực kỳ khó luôn, mà nó bò lung tung hết chứ nó không có bò theo cái hướng mình mong muốn. Thì mình phải theo nét nó và học thêm được một cái gọi là kiểm soát được cái chuyển động của camera chuyển động camera nó cực kỳ quan trọng á trong cái handheld hay là ba hay là có chân máy hay là gimbal hay là bất cứ thứ gì nó phải có cái chuyển động của camera thì khung hình nó mới sinh động được chứ phích một chỗ giống như ngồi tôi ngồi tôi nói chuyện gì này coi chán không rồi cái chuyển động của camera thì cũng dễ lắm bạn coi được là người khác coi được đừng có giật cục là được rồi đừng có nhảy cả tưng cả tưng cả tưng là được rồi nhưng mà giật cục hay là nhảy cả tưng á nếu mà nó phù hợp với cái nội dung mà bạn bạn đang muốn làm á thì tại sao tại sao không tiếp theo nữa tôi sẽ học được cái um, bố cục của cái khung hình mình di chuyển máy như thế nào con kiến nó nằm ở đâu cái cây nó nằm ở đâu thì thì là nó ổn nhất Ừ, bạn cứ dựa vào cái bố cục cơ bản đi là có bốn cái chấm này nè cứ đưa con kiến vào bốn cái chấm đó là được muốn chỗ nào cũng được thì bạn cứ đó là cái cách học về cái bố cục cơ bản thôi còn những cái bố cục mà từ cái bố cục cơ bản đó phát triển ra thì lên google đi nhiều lắm ngồi nói mấy cái đó mệt lắm dài dòng lắm câu giờ lắm mà giờ tôi hết câu giờ đủ giờ bật kiếm tiền rồi à, không có câu nữa tính là một điều tôi học được setup máy nè thì mình phải setup làm sao đó cho ánh sáng nó hài hòa rồi thứ hai tôi học được focus nè thứ ba tôi học được uh, cái gì chuyển động cho kiểm soát chuyển động cho camera nè thứ tư tôi học được cái bố cục nè hết rồi có nhiều đó thôi là ra được một cái clip quanh sọt cho bạn rồi đó nói chung làm như vậy á coi rất là chán Ok, nếu như bạn cảm thấy chán thì um, bạn phải làm nó hay hơn. Tôi chỉ đưa cho bạn một cái đường thẳng như thế này thôi. Những cái thứ cần học ở trong đó thôi. Và bạn cứ thử làm theo đi. Easy luôn, không chạy, cháy đấu rất rồi Sau khi bạn đã quay được con kiến thành công rồi, bạn cảm thấy hài lòng với con kiến rồi, thì bạn nên chuyển sang cái con khác nó bự hơn con kiến, đi ví dụ như con mèo. Để làm gì? Con mèo nó nhanh hơn, nó chuyển động nhiều hơn nó bự hơn để nó bự hơn là để bạn có thể so sánh được cái deep of field giữa con kiến và con mèo như con kiến mà có thể để 1.8 nhưng con mèo bạn để 1.8 thì nó bị blur, từ lưu hết mà phải đóng lại khẩu mấy khẩu 2.8 hay là khẩu 4 hay 5.6 ừ, đó đó là lý do ừ, nên chuyển lên con mèo con bự hơn để biết được cái cái khẩu độ của ống kính nó làm cái gì giống như con đĩa mèo của tôi á, con con bự thì nó chậm con nhỏ thì má nó như con dòi focus uh, follow thì nó là nhức cái nách luôn rồi thì sau khi bạn đã quay được một clip đó rồi thì tiếp theo nữa là làm gì học sử dụng phần mềm dựng phim thì không phải là mình mở cái phần mềm lên mình là mình dựng liền đâu thì cứ vào coi những cái clip mà tôi đính ở đây nè phần mềm dựng phim cơ bản dành cho người mới vô là làm một loạt thao tác sau đó mới vô tôi mới hướng dẫn là ờ làm này cái này làm gì cái kia làm gì rồi từ đó bạn phải tự làm theo những cái công cụ đó ví dụ công cụ này để scale công cụ này để position scale là tức là giúp in giấm ao cái khung hình á position nó là dời cái vị trí của nó đó thì đó bạn cứ vào trong đó thay đổi cái thông số còn còn blend màu ở trong đó thì mở cái tab Lumetri ra exposure là cái gì thì kéo nó lên một cái kéo nó xuống một cái thì coi nó thay đổi cái gì đó là cái cách để mình nhận biết được cái công cụ đó để làm cái gì thôi và mình sẽ sử dụng nó vào cái gì và mình có nên sử dụng nó hay không nó cách học của tôi đó nó cực kỳ đơn giản luôn và khi tự học á, thì bạn có thể dễ dàng kiểm soát được cái tốc độ của bạn chứ vô mà bạn học theo một cái tập thể đêm nổi đâu nếu mà bạn đã biết bạn chậm rồi khi mà bạn đã um, có một cái sản phẩm có một cái level nhất định rồi thì bạn nên xin vào một cái công ty nào đó sản xuất phim á để làm cái gì không phải là để ra quay phim đâu không phải để dựng phim đâu mà để nghe để nhìn nhìn để nghe những cái thuật ngữ họ nói ví dụ như họ kêu ê lấy cho tao cái poly ê ac lấy cho tao cái am nhìn nhìn coi nó là cái gì và ghi nhớ rồi sau khi mà mình đã ghi nhớ được rồi thì um, dễ dàng thôi mình có thể nâng level của mình lên tại vì khi mà mình nghe mình nhìn và mình ghi nhớ thì nó sẽ có rất là nhiều thứ hay ho không tin thử đi tôi không nói xạo đâu thì đó là cách học dựng phim của tôi đó ừ đơn giản không nhưng mà nó mất khá nhiều thời gian nếu tính ra thời gian mà tôi bắt đầu sống được bằng cái nghề phim là hết bốn năm bằng các bạn đi học đại học thôi tự học hay là đi học trường lớp hay như thế nào đó thì nó cũng mất một cái khoảng thời gian nhất định chứ không phải là vô cái là làm được liền vô hai ba tháng làm được liền không hề máy vô hai ba tháng ra như cực thời lâu trừ khi cái ID bạn đã có cái ID hết rồi bạn đã có hết mọi thứ rồi bạn chỉ cần công cụ để làm việc thôi thì bạn có thể học trong vòng một tháng hai tháng mà học có thể học trong vòng một ngày bạn có thể làm được nhưng mà khi mà bạn đã chậm đã dở đã dốt thì học từ từ thôi giống tôi tôi cũng dở tôi cũng dốt lắm tới thời điểm hiện tại thì tôi vẫn còn dở và dốt ở một cái phạm vi nào đó chứ tôi không phải là giỏi đâu vậy nha hẹn gặp lại ở những các clip hay ho tiếp theo